Châu Á đang nóng hơn bao giờ hết, 6 cuộc chiến tranh đáng sợ sắp bùng nổ. Nhiều cuộc chiến kinh hoàng nhất thế kỷ 20 đã diễn ra ở châu Á, từ Thái Bình Dương đến Thế chiến II, Đông Dương đến bán đảo Triều Tiên. Ngược lại, thế kỷ 21 chủ yếu là thời kỳ hòa bình và là cơ hội cho tăng trưởng kinh tế. Hàng trăm triệu người châu Á đã thoát khỏi đói nghèo và tầng lớp trung lưu thịnh vượng đã bắt đầu phát triển trên hầu hết các châu lục. Tuy nhiên, đằng sau những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Đài Loan cho thấy tiềm năng khiến các cuộc xung đột đóng băng ở châu Á trở nên nóng bỏng trở lại. Những cuộc đối đầu âm ỉ kéo dài một lần nữa có thể trở thành cuộc xung đột quyền lực lớn. Cán cân quyền lực thay đổi có thể là lý do khơi dậy các cuộc xung đột tưởng chừng như đã đóng băng từ bờ Đông sang bờ Tây châu Á. Ngày 27 tháng 5 năm 2022, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị quốc tế về tương lai châu Á lần thứ 27 ở Tokyo, nhiều nhà lãnh đạo châu Á đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới, đồng thời kêu gọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột. Giữa sự trỗi dậy của một kỷ nguyên mới về cạnh tranh địa chính trị, chúng tôi đã cân nhắc 6 cuộc xung đột giữa các cường quốc có khả năng xảy ra cao nhất ở châu Á. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đài Loan. Đối thoại Shangri-La 2022 ở Singapore hôm 12 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đưa ra cảnh báo đầy cứng rắn liên quan đến vấn đề Đài Loan. Mỹ bước qua nội chiến để thống nhất, Trung Quốc không bao giờ muốn một cuộc nội chiến như vậy xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ nghiền nát toàn diện mọi âm mưu theo đuổi độc lập của Đài Loan. Những ngôn từ quyết liệt của ông Ngụy như thổi bùng nỗi lo sợ xung đột ở Đài Loan, nơi người dân vốn dĩ bất an khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát gần 4 tháng trước. Và điều mà người dân lo sợ cũng đã xảy ra khi Nancy Pelosi, diễn giả của Hạ viện Hoa Kỳ đến thăm Đài Loan vào tháng 8. Phản ứng quyết liệt của Trung Quốc khiến các nước trong khu vực không khỏi lo lắng. Bắc Kinh coi chuyến đi là một thách thức trực tiếp đối với hiện trạng mong manh đã được hình thành cách đây 5 thập kỷ, trong khi đó Mỹ công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc. Một ngày sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi, Trung Quốc đã bao vây Đài Loan bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật, làm dấy lên lo ngại rằng cuối cùng Bắc Kinh có thể phong tỏa hòn đảo và tìm cách bình thường hóa hành vi gây hấn với nước láng giềng. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng, những ngày qua nhiều tàu quân sự, máy bay và máy bay không người lái của Trung Quốc đang mô phỏng các cuộc tấn công vào hòn đảo này. Đài Loan đã điều tàu và máy bay để phản ứng thích hợp, còn Mỹ cũng đã điều các tàu chiến hoạt động gần Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chỉ trích Trung Quốc khiêu khích và bất ổn trên eo biển. Trong khi giới chuyên gia và quan chức Đài Loan lo ngại hoạt động quân sự thời gian qua là khúc dạo đầu cho xung đột vũ trang, dù chiến sự là hệ quả vô tình hay cố ý từ các hoạt động này. Thái Minh Hiến, cựu lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan lưu ý, căng thẳng Nga-Ukraine đã leo thang thành chiến sự chỉ trong tích tắc và gây bất ngờ cho nhiều người. Bởi vậy, ông cho rằng bối cảnh hiện nay, ai biết được cuộc xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn đang tiếp diễn, thì dư luận lại lo ngại rằng một căng thẳng mới giữa Nhật-Trung có lẽ sẽ không tránh khỏi. Việc Trung Quốc tập trận xung quanh khu vực eo biển Đài Loan và đã phóng 11 tên lửa, trong đó có 5 tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, đã dấy lên căng thẳng mới tại khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo ngay lập tức đã lên án việc Trung Quốc phóng tên lửa khi tập trận. Và hơn thế nữa, tên lửa lại rơi ngay vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây là hành động không thể chấp nhận được bởi là vấn đề lớn liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh của toàn thể nhân dân Nhật Bản. Trước đó, ngày 4 tháng 8, bên lề hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Oshimasa và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến có một cuộc gặp. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bất ngờ hủy cuộc họp. Lý do không được công bố cụ thể, nhưng giới phân tích cho rằng Trung Quốc muốn phản đối Nhật Bản khi có cùng lập trường với Mỹ trong vấn đề Đài Loan. Tháng 9 năm nay, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện vốn trước đó được coi là sẽ cải thiện mối quan hệ. Nhưng với tình hình hiện nay, nguy cơ hai nước không tổ chức các cuộc đối thoại với quy mô quốc gia. Trung Quốc đã thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề Đài Loan, đó là một Trung Quốc, không có nước nào có quyền can thiệp nội bộ. Nhưng bên nào xâm phạm điều này thì Trung Quốc sẽ không nhân nhượng. Vì vậy, căng thẳng Mỹ-Trung mà xuất phát đầu tiên từ góc độ kinh tế vẫn đang sôi sục. Thì giờ đây một căng thẳng mới giữa Nhật Bản và Trung Quốc từ góc độ quan điểm chính trị có thể bùng phát. Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc
cường quốc thứ hai thế giới với Mỹ và Nhật Bản sẽ ảnh hưởng tới cục diện thế giới, nhất là trong bối cảnh tất cả các quốc gia, khu vực vẫn đang đối mặt với đại dịch, hậu quả của đại dịch COVID-19 mang lại. Trung Quốc, Ấn Độ. Căng thẳng giữa hai bên dẫn đến một cuộc đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 6 năm 2020 tại thung lũng Gawan ở vùng Ladakh, Ấn Độ, tiếp giáp với khu vực Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và một binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng. Hai năm sau một loạt các cuộc giao tranh, vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang trở nên căng thẳng hơn. Kể từ đó, chỉ huy quân sự khu vực của cả hai bên đã tham gia 15 vòng đàm phán. Các cuộc đàm phán này mặc dù không mang lại hiệu quả, nhưng hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận rút lui dọc theo các bờ phía Bắc và phía Nam của Pangong Teshow cũng như tại đồn Grau Ra. Dù vậy, binh sĩ vẫn tiếp tục đóng quân ở nhiều điểm. Vào tháng 3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Đình Nghị đã có chuyến thăm New Delhi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ khi xung đột nổ ra. Dù chuyến thăm không nhằm kết thúc tình trạng căng thẳng, nó vẫn làm dấy lên hy vọng về một giải pháp thông qua các cuộc đàm phán biên giới. Trên thực tế, các bên đã không tổ chức bất kỳ cuộc đối thoại nào kể từ vòng đàm phán cuối cùng vào ngày 11 tháng 3. Pankaj Jha, cựu phó giám đốc Ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ nhận định, áp lực đối với Trung Quốc từ các khu vực khác nhau sẽ tăng lên trong tương lai gần, có thể là trường hợp của Đài Loan hoặc Tây Tạng. Và khi Trung Quốc bị áp lực, họ sẽ làm gì đó dọc biên giới. Và theo quan điểm này, khả năng xảy ra một cuộc xung đột hạn chế, trong đó có Ấn Độ. Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc. 4 năm trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nắm tay và ôm hôn trong một nhà khách bên trong khu phi quân sự ngăn cách hai nước. Một hội nghị thượng đỉnh lịch sử đã gỡ bỏ một số hạn chế chính sách với láng giềng phía Bắc. Đáng tiếc, ngày sau đó là đại dịch COVID-19 và thời kỳ cô lập đối với chế độ Triều Tiên, nơi đã chứng kiến Bình Nhưỡng tăng cường nhiều chương trình vũ khí quân sự. Theo các chuyên gia, Triều Tiên có thể sẽ trở nên tự tin và hiếu chiến hơn so với trước đây. Thái độ của Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng thay đổi. Tổng thống mới Yoon Suk-yeol được bầu vào tháng 5 đã xóa bỏ đi các di sản mà người tiền nhiệm để lại về vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Ông được cho là đầu tư hơn vào chiến lược quân sự nhằm chặn đầu lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Chính phủ của Tổng thống Yoon và đội quân Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với việc xóa sổ nếu Seoul có bất kỳ động thái nguy hiểm nào. Đó là lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được đưa ra trong sự kiện ngày 27 tháng 7, 69 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến 1950-1953. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu: nếu chính quyền và quân đội Hàn Quốc đang nghĩ đến đối đầu về mặt quân sự và tin rằng có thể vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt một phần sức mạnh quân sự của chúng ta dựa trên các phương tiện hoặc phương pháp quân sự cụ thể thì họ đã nhầm. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng khẳng định chính quyền của ông đã hoàn toàn sẵn sàng trước mọi cuộc xung đột quân sự với Mỹ-Hàn. Ấn Độ-Pakistan. Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra 4 cuộc chiến kể từ khi có một cuộc chia cắt đẫm máu vào năm 1947, dẫn đến sự ra đời của cả hai quốc gia. Ngoài ra, còn có các cuộc chiến tranh toàn diện giữa Ấn Độ và Pakistan vào năm 1965-1971. Pakistan mất lãnh thổ phía đông, nay là Bangladesh, do hậu quả của cuộc chiến năm 1971. Ngày 14 tháng 2 năm 2019, một vụ đánh bom ở biên giới hai nước đã khiến 45 binh sĩ thiệt mạng. Căng thẳng tiếp tục leo thang vào ngày 27 tháng 2 khi hai bên tuyên bố bắn hạ máy bay của nhau và đóng cửa không phận phía Bắc. Ngày 28 tháng 2, Pakistan nã pháo vào biên giới làm 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Ấn Độ cũng đã đáp trả là 14 người Pakistan thương vong. Ngày 26 tháng 11 năm 2020, giao tranh lại một lần nữa bùng phát giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Pakistan tại ranh giới kiểm soát phân chia khu vực tranh chấp Kashmir. Như vậy, sau nhiều năm, mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa được hóa giải và bức tranh hiện tại vẫn chưa được sáng sủa khi cả hai nước đều dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Vậy, cộng đồng quốc tế đã làm gì để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh bùng phát giữa hai quốc gia này? Trong quá khứ, Ấn Độ và Pakistan đã đề nghị Mỹ, Trung Quốc và Nga giúp đỡ về vấn đề ngoại giao. Do đó, các quốc gia này có thể xúc tiến những nỗ lực ngoại giao giúp hai bên giải quyết các xung đột bằng con đường hòa bình.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm các giải pháp vẫn phụ thuộc phần lớn vào chính Ấn Độ và Pakistan. Nếu hai bên không thu hẹp được bất đồng thì sẽ dễ rơi vào các cuộc chiến tranh hạt nhân mà hậu quả còn vượt ra ngoài lãnh thổ của cả Ấn Độ và Pakistan. Afghanistan được biết đến với cái tên nghĩa địa của các đế chế. Afghanistan năm ngoái đã dựng thêm một bia mộ cho các cường quốc khi quân đội Mỹ rút lui sau hai thập kỷ chiếm đóng. Taliban tràn vào Kabul, giành quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước trong một cuộc tấn công quân sự gây chấn động thế giới. Những người Afghanistan có lẽ sẽ không xa lạ gì với cái chết và sự tàn phá. Khoảng 20.000 đến 40.000 người thiệt mạng mỗi năm. Con số được cho là đã vượt qua Yemen, Syria và Iraq. Nhưng kể từ khi Taliban nắm chính quyền, Liên Hợp Quốc ước tính rằng bạo lực đã giảm xuống 18% so với mức trước đây. Tuy nhiên, đất nước này vẫn còn những vấn đề khác, nạn đói ở một số vùng và tình trạng thiếu thuốc men tràn lan, với việc Taliban vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước. Các nước láng giềng của Afghanistan như Pakistan, Iran hay thậm chí là Trung Quốc có thể cố gắng lấp đầy khoảng trống, một viễn cảnh mà trong quá khứ đã dẫn đến các cuộc chiến tranh ủy nhiệm.